Xin chào quý vị, anh chị và các bạn quay trở lại với chương trình bình luận của Vũ Quang. Trong chương trình bình luận hôm nay, Vũ Quang tiếp tục cập nhật thông tin về tình hình bàn cờ quân sự trên thế giới, cũng như là những gì diễn ra tại Ukraine ngày hôm nay. Bàn cờ quân sự thế giới trong ngày hôm nay, người ta cũng đang quan tâm tới cái cuộc tranh luận giữa bà Harris và Donald Trump. Và cuộc chạy đua của hai bên thì đang tương đối là xít sao. Nhưng đối với Nga thì đang có động thái không quan tâm tới Đảng Cộng Hòa hay Dân Chủ, ai sẽ là người lãnh đạo. Đang rất thờ ơ về bầu cử tại Mỹ ngày hôm nay. Vì đối với Nga thì đảng nào lãnh đạo thì cũng thế thôi, chả khác gì nhau cả. Và đương nhiên cái động thái đó của Nga đến từ Tổng thống Putin Nó đang khiến cho Hoa Kỳ cảm thấy không hài lòng. Thế thì việc Mỹ ngày hôm nay thì vẫn muốn trên cái cương vị là một nhà lãnh đạo thế giới là hiển nhiên rồi, vẫn đang mong muốn như thế. Nhưng để giữ được trong bối cảnh bây giờ là không dễ. Trong bối cảnh bây giờ Hoa Kỳ để mà giữ được cái vị thế lãnh đạo của mình là quá khó khăn rồi. Vì cục diện thế giới đang thay đổi. Ngay kể cả là cái việc hỗ trợ cho Ukraine thôi. Nếu trong tất cả các cuộc họp bàn nói chung giữa Ukraine và phương Tây, thì họ vẫn đang nhất trí là tiếp tục viện trợ cho Ukraine, vẫn sát cánh cùng Ukraine. Tuy nhiên thì chính thủ tướng Đức, ông Olaf Scholz, cũng phải đưa ra một lời tuyên bố rằng đã đến lúc cần phải chấm dứt xung đột càng nhanh càng tốt. Đã đến lúc cần phải tìm kiếm con đường đàm phán hòa bình với Liên bang Nga để chấm dứt xung đột. Điều đó cho thấy là châu Âu đã quá mệt mỏi và nhận thấy Ukraine đã hoàn toàn đi vào ngõ cụt. Và việc thay thế hệ thống chính trị nội các của ông Zelensky, nó càng thể hiện Ukraine đang đi vào ngõ cụt rồi. Kèm theo những quyết định kế hoạch phản công lực lượng vũ trang Ukraine tháng 8 vừa qua, nó càng nhìn nhận toàn bộ hệ thống lực lượng vũ trang Ukraine và chiến tuyến trên bờ vực của sự sụp đổ trước sự bất lực của Mỹ và NATO. Nhìn vào tình cảnh lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay thì Hoa Kỳ làm sao đỡ nổi đòn. Cái vụ tấn công ở Poltava vừa qua ấy, nó đã là một cú vả rất mạnh vào Mỹ rồi. Nó là một đòn tấn công đau đớn vào lực lượng vũ trang Ukraine rồi. Nó quá đau đớn rồi. Điều này cho thấy là Nga không hề nói đùa và Nga bắt đầu đáp trả mạnh mẽ để gây tổn thất lớn hơn nữa cho lực lượng vũ trang Ukraine. Ngoài ra thì thực tế trên chiến trường, truyền thông Ukraine, quan chức ở Kiev vẫn cố gắng để che đậy đi sự thất bại của mình, vẫn cố gắng để thể hiện rằng Ukraine vẫn đang trên đà tiến lên và áp đảo trước Liên bang Nga. Đấy là họ đang quảng bá như vậy. Nhưng mà thực ra trên chiến trường đến bây giờ thì họ cũng không thể che đậy được sự thật thất bại của mình. Tổn thất quá lớn trên chiến trường, họ không thể che đậy được việc đấy nữa. Họ không thể che đậy được rằng lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay đang không có tinh thần để chiến đấu, đảo ngũ nhiều hơn cái số lượng mà chính quyền Kiev đưa ra là 37.000 người. Và lực lượng lữ đoàn mà đang được chi viện cho mặt trận Kurd cũng như là Donbass ngày hôm nay thì phần lớn là những người vừa mới bị bắt nhập ngũ. Càng làm cho tình thế trên chiến trường khó khăn hơn. Và Mỹ cũng chưa cung cấp đầy đủ những thứ cần thiết để cho Ukraine có thể chặn đà tiến công của Nga. Đấy là những thất bại trên chiến trường ngày hôm nay họ không còn che đậy được nữa. Vì truyền thông có thể thúc đẩy được một giai đoạn ngắn. Nhưng mà thúc đẩy che đậy một giai đoạn ngắn thì Ukraine cần phải thay đổi cục diện trên chiến trường. Chứ lần này Ukraine không thay đổi được thì làm sao mà che đậy được sự thật. Nó không thể che đậy được. Lực lượng vũ trang Ukraine ngày hôm nay đang thất bại kép. Thứ nhất là chả giữ được vùng đất ở tại khu vực Kut. Và cũng càng không thể giữ được phòng tuyến ở Donbass. Ở tại Kut ngày hôm nay, lực lượng vũ trang Ukraine đang xa lầy và tổn thất từ nhân lực cho đến khí tài. Loanh quanh náo loạn đang diễn ra ở tại Ukraine và NATO. Chờ đợi duy nhất
là gấu Nga đưa ra đòn quyết định thôi. Thế còn về mặt Liên bang Nga thì Tổng thống Putin cũng mới đưa ra một động thái mới. Cái động thái mới ở đây là việc dự trữ ngoại hối với lại dự trữ vàng. Một ngày bình quân Nga sẽ bỏ ra là hơn 8 tỷ rú để mua vàng và USD và ngoại hối. Chưa biết là động thái gấu Nga để làm cái gì nữa. Nhưng việc này cũng đang khiến cho Hoa Kỳ, đang khiến cho Mỹ cần phải nhìn nhận lại về cái thế trận cán cân quyền lực trên bàn cờ quân sự. Khi mà sau gần 3 năm, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ đang nhốt đồng đô. Và ngày hôm nay mùng 10 tháng 9 rồi, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ vẫn chưa động thái gì cả. Tháng 8 đã chưa động thái rồi, tháng 9 này nghe vẫn còn im. Bởi vì thực trạng cán cân quyền lực tài chính trên thế giới ngày hôm nay và tình hình kinh tế của Mỹ ngày hôm nay thì Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ chưa thể ra quyết định là hạ lãi suất trong tháng này. Chưa thể đưa ra quyết định hạ lãi suất được. Trong khi đó quan chức của Mỹ chia sẻ rằng là phương Tây đưa ra yêu cầu cay đắng với ông Zelensky. Và tôi nhận thấy ông Zelensky cay đắng nhất ngày hôm nay. Mình đang là một con phóng được giật dây bởi Hoa Kỳ. Đang là một con phóng thực thi mệnh lệnh của Mỹ nhưng lại thực thi mệnh lệnh thiếu công cụ để sử dụng. Ông phải quyết định đưa ra những hành động để đưa công dân Ukraine ra chiến trường chết một cách đó là vô ích. Ra chiến trường không được bảo vệ thì chết cái vô ích cái gì nữa, đúng không? Cuộc đàm phán Nga-Ukraine đã đổ vỡ sau khi Kiev yêu cầu sự tư vấn từ các nhà tài trợ nước ngoài. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ bà Nolan cho biết Mỹ, Anh và các nước hỗ trợ Ukraine khác đã yêu cầu Kiev từ chối thỏa thuận đạt được tại các cuộc đàm phán hòa bình ở Istanbul năm 2022. Cựu Thứ trưởng Ngoại giao của Mỹ bà Victoria Nolan cho biết việc này. Trong một cuộc phỏng vấn với lại nhà báo thì cựu tổng biên tập của kênh tin tức đối lập được phát sóng vào tuần tới thì bà Nolan đã được yêu cầu bình luận về các báo cáo rằng là quá trình hòa bình giữa Moscow và Kiev vào cuối tháng 3 và tháng 4 năm 2022 đã sụp đổ sau khi Thủ tướng Anh Johnson đến Ukraine và nói với Zelensky là tiếp tục chiến đấu và không ký vào bất kỳ một thỏa thuận hòa bình nào với Liên bang Nga. Vào thời điểm khá muộn này, người Ukraine bắt đầu yêu cầu lời khuyên về hướng đi của vấn đề này. Và chúng tôi, người Anh và những người khác nhận thấy rằng là điều kiện chính của Tổng thống Putin đã bị chôn vùi trong một phụ lục của tài liệu mà họ đang nghiên cứu. Bà nói về thỏa thuận đang được thỏa thuận giữa các phái đoàn Nga-Ukraine tại thành phố lớn nhất của Thổ Nhĩ Kỳ. Thỏa thuận đề xuất bao gồm các hạn chế về loại vũ khí mà Kiev có thể sở hữu. Do đó Ukraine sẽ cơ bản bị vô hiệu hóa như một lực lượng đó là quân sự, trong khi không có các hạn chế tương tự đối với Nga, cựu quan chức ngoại giao này giải thích. Đây sẽ là những quyết định cay đắng nhất dành cho ông Zelensky đến từ các nhà tư vấn nước ngoài mà họ đang gọi là đồng minh. Đồng minh Mỹ và Âu đang chôn vùi đất nước Ukraine ngày hôm nay. Đây là một trái đắng không hề nhẹ dành cho Zelensky. Trong khi đó, thực trạng trên chiến trường ngày hôm nay thì Nga đang áp sát huyết mạch miền đông Ukraine. Phòng tuyến Donbass nguy cấp. Phòng tuyến Donbass sụp đổ, nhưng nguy cấp cái gì nữa. Nga cũng muốn biến Bobrov trở thành chảo lửa để nghiền nát khí tài của Ukraine. Nhưng hình như đâu đó họ không còn lữ đoàn để chuyển giao ở khu vực này nữa. Lực lượng Nga tiếp tục tiến quân ở mặt trận phía đông Ukraine để kiểm soát thêm một ngôi làng gần các thành phố chiến lược Bobrov. Bộ phòng Nga thông báo lực lượng của Nga tiếp tục tiến công ở miền đông Ukraine để kiểm soát một số ngôi làng phía đông thành phố Bobrov. Ukraine không đề cập đến những ngôi làng mà đã bị mất trong các báo cáo của Bộ Tổng tham mưu lực lượng vũ trang. Những ngôi làng ấy nằm ở khu vực tranh chấp gay gắt nhất của mặt trận, đó là phía đông. Ukraine đang cố gắng che đậy đi sự thất bại của mình trên chiến trường. Tuy nhiên, các blog về chiến tranh của Ukraine đưa tin rằng
những ngôi làng đã rơi vào tầm kiểm soát của Nga từ tuần trước rồi. Không còn kiểm soát bởi Ukraine nữa. Bộ Quốc phòng Nga thì đã ghi nhận việc kiểm soát các ngôi làng trong báo cáo thường ngày và cho biết là lực lượng Nga đã gây ra tổn thất cho quân đội Ukraine ở ít nhất là 2 ngôi làng khác gần đó, đồng thời đẩy lùi 8 cuộc tấn công của đối phương trong khu vực Donetsk. Nỗ lực cuống cuồng để thực hiện đòn phản công. Nhưng mà nhìn vào mặt trận bản đồ miền Đông, Lugan và Donetsk ngày hôm nay, Nga đang khép chặt vòng vây đến nơi rồi. Vòng vây ở Đông Bắc và Đông Nam vẫn là trò chơi vây lấn tấn diệt quen thuộc của gấu Nga thôi. Hiện tại Nga đang cách trung tâm thành phố đâu đó là 7 km. Bodrov 7 km. Không hiểu là chặt đứng đà tiến công của Nga kiểu gì mà càng ngày Ukraine càng bị thu hẹp lãnh thổ ở mặt trận miền Đông. Không biết là chiến công thắng lợi ở khu vực Kut là gì. Ukraine càng ngày càng mất nhiều khí tài và đạn dược nơi đây. Tàn quân thì đang bị Nga tìm và tiêu diệt. Họ muốn rút lui nhưng không thể, mà vẫn phải sẵn sàng chờ đợi để đối đầu với quân Nga ở khu vực Kut. Lực lượng vũ trang Ukraine tiết lộ quy mô là tổn thất quá lớn trên toàn bộ loạt chiến tuyến. Quân đội Ukraine đang chịu tổn thất đáng kể, bao gồm cả việc binh lính đào tẩu khỏi tiền tuyến cũng như là bị tiêu diệt trên chiến trường, như tờ Economist nhấn mạnh. Theo các chiến binh thì bộ chỉ huy Ukraine đang tung lính bộ binh thiếu kinh nghiệm vào các mặt trận Donbass, quân tiếp viện, như vậy cuối cùng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn. Một chiến binh thuộc lữ đoàn số 68 chia sẻ. Chiến binh chỉ huy xe tăng này nói rằng là máy bay và pháo binh của Nga phản ứng gần như là theo thời gian thực. Mọi thứ di chuyển và không được bảo vệ đều bị phá hủy một cách nhanh chóng sau đó. Bộ phòng Nga cập nhật thông tin về tổn thất lực lượng vũ trang Ukraine tại chiến dịch quân sự đặc biệt. Trong những ngày qua thì trong khu vực trách nhiệm của nhóm quân phía Bắc Ukraine mất tới 40 quân nhân, còn khu vực nhóm quân phía Tây tổn thất lên tới 550 quân nhân. Kiev cũng mất tới 130 người trong khu vực tác chiến của nhóm quân phía Đông, 625 người ở khu vực hoạt động của nhóm quân phía Nam và 560 người quân nhân thuộc khu vực trách nhiệm của nhóm quân trung tâm. Tổn thất của Ukraine tại khu vực tác chiến nhóm quân Dnipro lên tới 50 người, tính xương xương chỗ này đã vượt 2.000 người rồi. Đã lên tới 2.000 người chưa kể vùng cớt. Tổn thất trong 24 giờ đấy. 24 giờ tổn thất của Ukraine vẫn dao động từ 2.300 đến 2.500. Mặt trận cớt ngày hôm nay thì đang bị Nga khóa đầu khóa đuôi. Mặt trận Sumy thì Nga trinh sát đều đặn và sử dụng bom lượn để tiêu diệt lực lượng dự bị. Còn trên vũ đài quốc tế thì Hoa Kỳ đang bắt đầu lăn xả quay cuồng giải quyết vấn đề đồng minh nội bộ cũng như là vấn đề Trung Đông. Khu vực Đông Bắc Á thì Triều Tiên vẫn hù dọa Hoa Kỳ và sẽ tăng số lượng đầu đạn hạt nhân lên với cấp độ số nhất, với cấp số nhất. Triều Tiên gửi lời cảnh báo tới Hoa Kỳ sẽ phải trả một cái giá rất đắt về vấn đề tống tiền hạt nhân. Thế nên nhìn vào Hoa Kỳ ngày hôm nay chỗ nào chả tan lát. Gái đĩ già mồm hết đát thì phải trở về quê nhà thôi, chứ đi đâu được nữa. Gái đát già mồm hết tiền ở đâu nữa, hết đát sử dụng ở đâu nữa. Cam kết hỗ trợ cho Ukraine bảo vệ toàn vẹn lãnh thổ, cam kết giúp đỡ cho Ukraine khiến Nga thất bại chiến lược. Còn hô hào là điều động tới 500.000 quân để tấn công khu vực Biển Đen cơ mà. Ukraine tung 500.000 quân sẵn sàng tấn công khu vực Biển Đen. Tướng Nga đưa ra lời đe dọa. Đáng sợ. Không biết là 500.000 quân ở đâu. Mà không biết là tấn công Biển Đen kiểu gì. Chưa biết đó. Chắc là vượt sông Dnipro đấy, ở Kherson sang để tiến vào bán đảo Crimea. Ukraine chuẩn bị đội quân 500.000 người cho cuộc tấn công lớn vào mùa xuân sắp tới vào khu vực Biển Đen của Nga. Vào mùa xuân sắp tới anh chị.
500.000 quân ấy về mà giữ mặt trận miền Đông đi, còn tấn công Biển Đen cái gì nữa. Kiev sẽ triển khai ít nhất là nửa triệu quân cho mục đích là tấn công khu vực đó Biển Đen để tiến vào bán đảo Crimea. Họ sẽ không phải là những chiến binh siêu đẳng, nhưng khá tương đương với những lực lượng chính quy huy động của chúng ta. Chúng ta sẽ không tấn công vào mùa đông, có nghĩa là họ có thời gian này. Điều quan trọng là phải giữ vững được mùa đông. Để bảo vệ khu vực Biển Đen cần phải mở một mặt trận ở Odessa. Theo ý kiến của viên sĩ quan ấy, thì việc Nga kiểm soát thành phố sẽ cho phép bảo vệ Crimea này và toàn bộ bờ Biển Đen khỏi các cuộc tấn công lực lượng vũ trang Ukraine. Vậy làm thế nào để Ukraine có thể thực hiện đòn tấn công ở Biển Đen và mở ra mặt trận tiến vào Crimea được, trong khi toàn bộ khu vực Mykolaiv, Kherson cùng với Odessa thì hoàn toàn không an toàn để cho 500.000 quân này đồn trú? UK bây giờ lại đưa ra kế hoạch tấn công vào mùa xuân với 500.000 quân, trong khi mặt trận miền Đông thì không có người. Thì không biết là 500.000 quân này Ukraine nặn ra từ đâu thì không rõ. Có lẽ nặn ra từ miệng của ông Syrky và Zelensky. 500.000 quân đang tiến công vào Nga ở trên Internet. Còn Ngoại trưởng Nga Lavrov nói rằng là phương Tây không muốn đàm phán trung thực với lại Nga, mà muốn tiếp tục duy trì cuộc xung đột với chính sách thù địch với Liên bang Nga lâu nhất có thể, và muốn khiến cho Nga thất bại chiến lược. Phương Tây tập thể mà quan tâm tới hòa bình, quan tâm tới dân chủ nhân quyền và chấm dứt xung đột ở tại Ukraine, thì Ukraine đã không trở thành bãi chiến trường. Ukraine vẫn độc lập tự chủ và là cầu nối giữa Nga và một phương Tây tập thể. Chứ đằng này bản thân Ukraine lại quay ra thân phương Tây, để phương Tây biến mình trở thành quân tốt thí. Thôi làm gì còn cơ hội để mà tồn tại nữa. Ukraine không có kế hoạch chiến thắng trong cuộc xung đột với Nga. Ukraine từ đầu đến giờ chưa bao giờ kế hoạch chiến thắng. Điều quan trọng là kế hoạch chiến thắng này nó phải đến từ châu Âu, đến từ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ mới quyết định Ukraine đi đâu về đâu, chứ chính quyền ông Zelensky làm gì có quyết định. Cho nên là Ukraine không kế hoạch chiến thắng trong cuộc xung đột hiện tại cũng là điều dễ hiểu thôi. Vì ông chủ Nhà Trắng mới là người quyết định. Bây giờ muốn chấm dứt xung đột cái chấm dứt luôn. Phương Tây tập thể thì tuyên bố dừng viện trợ là mọi thứ chấm dứt. Zelensky nói rằng nếu phương Tây không hỗ trợ chúng tôi chiến đấu bằng sẻng. Đấy là miệng Zelensky tuyên bố từ năm 2022. Đến bây giờ thì đúng đang chiến đấu bằng sẻng thật rồi. Dùng sẻng đào mồ chôn chính mình. Trong khi tờ báo của Anh đưa tin quân đội Ukraine thiệt hại nặng nề ở khu vực Donbass. Nhưng ông Syrky nói rằng chúng tôi thiệt hại không nặng bằng Liên bang Nga. Và chúng tôi đang chặn đứng đà tiến công của Nga. Đấy là báo cáo của Syrky. Nhưng ngày 9, ngày 10 đến hôm nay đấy, Ukraine đến ngày hôm nay thì mới thấy là không che đậy được nữa. Quân đội Ukraine đã thiệt hại nặng nề ở Donbass và có nguy cơ mất toàn bộ khu vực này. Ukraine đã không có nguồn dự bị để có thể xây dựng tuyến phòng thủ ở nơi đây và chặn đà tiến công của quân Nga. Mọi thứ đang trở nên ngặt nghèo và khó khăn hơn khi một lực lượng vũ trang Liên bang Nga đang áp đảo về số lượng, chất lượng cũng như là khí tài đạn dược. Ukraine vẫn trong trạng thái sử dụng đạn pháo một cách tiết kiệm vì không có đủ chi viện. Tuyến hậu cần chuẩn bị mất, huyết mạch hậu cần chuẩn bị mất, trong khi cơ sở hậu cần thì không đáp ứng được nhu cầu. Vậy mà đòi khiến Nga thất bại chiến lược theo kiểu của Hoa Kỳ đấy. Còn nhà báo Mỹ nêu lý do Mỹ không cho Ukraine tấn công sâu vào Nga vì nó sẽ dẫn tới dấu chấm hết. Washington không cho phép chế độ Kiev tấn công sâu lãnh thổ Nga bằng vũ khí của Mỹ vì Mỹ lo ngại hậu quả một cuộc xung đột toàn diện với Nga này, nhà báo của Mỹ phát biểu. Giữa tháng 7 thì Lầu Năm Góc cho biết là Mỹ sẽ không cho phép Ukraine sử dụng tên lửa ATACMS của Mỹ để tấn công sâu lãnh thổ của Nga. Nhưng điều đó có thể thay đổi. Theo nhà báo Mỹ thì trong một cuộc trò chuyện với Gianovotti thì Washington hiểu rằng là Nga hiện chỉ tiến hành một chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, nhưng cuối cùng đã giải phóng các vùng lãnh thổ lớn
và hàng nghìn tình nguyện viên đang gia nhập hàng ngũ lực lượng vũ trang Liên bang Nga. Nếu bạn khiêu khích Nga bắt đầu một cuộc chiến tranh toàn diện thì đó sẽ là dấu chấm hết. NATO tất nhiên sẽ phải can thiệp và tôi nghĩ kết quả sẽ không phải là kết quả của một số người Washington có thể mong đợi từ một cuộc xung đột giữa Nga và NATO. Cuộc xung đột có thể cũng liên quan đến Trung Quốc, có thể là cả Trung Đông này. Tình hình rõ ràng không có lợi cho phương Tây và không muốn thử thách bản thân. Lý do Hoa Kỳ lo sợ là một cuộc chiến trực diện toàn diện giữa Nga và NATO sẽ nổ ra, thì lúc này sẽ diễn ra một cuộc chiến tranh hạt nhân giữa các siêu cường với nhau. Hoa Kỳ ngày hôm nay không còn là một nước Mỹ như trước đây nữa, một nước Mỹ siêu cường thiết ra lửa như trước đây nữa. Riêng đồng minh của Mỹ cứ nhìn vào Ukraine là chán. Còn một cuộc chiến toàn diện thì thôi, chả bình luận ai mạnh ai yếu, nhưng Hoa Kỳ sẽ là quốc gia bay màu đầu tiên. Đồng minh châu Âu của Mỹ mà không đầu hàng vô điều kiện thì bản thân Mỹ, bản thân Liên bang Nga cũng như là quốc gia chấm dứt tất cả mọi thứ của Mỹ. Nga chiếm hoàn toàn thị trấn ngay ngưỡng cửa thành phố ở Europe, khiến cho tình hình ở mặt trận Donbass trở lên nguy kịch hơn. Có bao nhiêu khu vực quan trọng chiến lược ở gần Europe, Nga dần từng bước đó là kiểm soát những ngôi làng chiến lược. Nhà phân tích quân sự của Mỹ lo ngại vì Nga phản ứng đáp trả động thái Ukraine này. Theo quan điểm của chuyên gia ấy, thì Ukraine đã phạm sai lầm khi phát động cuộc tấn công vào Kut và khu vực này nằm cách xa tuyến công sự, khó khăn cho việc giữ những vùng lãnh thổ mà Ukraine đang nắm giữ ở mặt trận Kut. Đây là một bước đi sai lầm thúc đẩy Nga thực hiện đòn tấn công mạnh hơn vào Ukraine. Nga đang siết chặt vòng vây, Ukraine rơi vào tình thế nghìn cân treo sợi tóc. Thực trạng trên chiến trường, những điều mà phương Tây đang ca ngợi về một Ukraine ngày hôm nay, Nga giăng bẫy lửa dày đặc để dập tắt mọi tham vọng liều lĩnh Ukraine ở khu vực Kut. Lực lượng vũ trang Ukraine ở khu vực Kut ngày hôm nay đang rơi vào cái bẫy của gấu Nga. Họ muốn rời khỏi khu vực này cũng đang gặp rất nhiều khó khăn, mà thậm chí là không thể rời khỏi đấy được. Trong khi trên bàn cờ quân sự thế giới thì Nga vẫn đang hưởng lợi. Các quyết định của Mỹ và Âu thì đang chôn vùi chính họ cùng với Ukraine, không mang ra được những lợi thế thực sự để giúp cho Ukraine có được chiến thắng trên chiến trường, có được những lợi ích trên chiến trường. Địa chỉ ngoại giao Mỹ còn thất bại, nói chi là câu chuyện Ukraine ngày hôm nay nữa. Còn Đức thì cũng đưa ra cái việc đàm phán hòa bình, ngay kể cả là việc trao đổi lãnh thổ để đổi lấy hòa bình. Động thái này của Đức đang cho thấy là phương Tây tập thể đang rất muốn thực hiện đàm phán hòa bình với Nga chăng? Có phải chăng là như thế? Chứ còn tiến tiếp nữa thì càng ngày càng Hoa Kỳ càng mất nhiều hơn nữa. Đây là những gì Vũ Quang cập nhật, chia sẻ, bình luận cùng quý vị và bạn trong buổi nói chuyện ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và bạn đã quan tâm theo dõi, ủng hộ cho Vũ Quang. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị, anh chị và bạn vào chương trình bình luận tiếp theo.